Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình. Thì lúc này là nước đang chảy xiết nên chiếc ghe này đã không thể thoát ra khỏi cửa cống như vậy. Anh Tài Công điều khiển chiếc ghe tiến vào cửa cống lần thứ hai nha các bạn. Rất tiếc là chiếc xà lan đã không thể vượt qua những cái mình nên đành phải lùi lại. Anh Tài Công đã không bỏ cuộc, tiếp tục điều khiển xà lan tiến vào cửa cống lần thứ hai.
Động cơ của chiếc ghe gỗ này đã không đủ mạnh, nên không thể giúp được chiếc ghe thoát ra khỏi cái cống như các bạn. Anh đặc công tiếp tục điều khiển chiếc ghe gỗ tiến vào cửa cống lần thứ hai.